Xin chào tất cả mọi người. Rất là vui gặp lại mọi người trong livestream thứ hai trong chuỗi 7 livestream Nhung chia sẻ về mối quan hệ hòa hợp. Những ai đang xem livestream của Nhung thì có thể comment tôi để Nhung được biết được chứ ạ. Chúc mọi người có một buổi tối tràn đầy năng lượng và một buổi tối bình an hạnh phúc nhé. Những ai đang xem livestream của Nhung có thể comment tôi được chứ ạ. Chúng ta cùng đợi khoảng 5 phút để mọi người vào nhé. Và sau đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và giao lưu về cái chủ đề thứ hai, livestream thứ hai chia sẻ về mối quan hệ hòa hợp. Đấy là cái cách, cái cơ chế hoạt động như thế nào để khiến cho cái từ bên trong tâm thức của chúng ta và biểu lộ ra mối quan hệ ở bên ngoài, đúng không ạ? Và cái yếu tố thứ hai đấy là năm yếu tố của tâm, làm thế nào để chúng ta có thể rèn luyện chính mình, rèn luyện tâm của mình để có những mối quan hệ hòa hợp và những mối quan hệ tuyệt vời một cách bền vững, đúng không ạ? Thì hôm nay Nhung sẽ chia sẻ cùng với mọi người hai cái nội dung chính. Xin chào anh Thanh Phong Phan, xin chào chị Thanh Lịch Lê nhé. Chúng ta cùng đợi khoảng 5 phút để mọi người vào nhé. Hôm qua thì Nhung cùng với tất cả các anh chị đã thống nhất với nhau một cái tư duy rằng là trong một mối quan hệ thì cần bao nhiêu người để có thể xây dựng một mối quan hệ hòa hợp, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần một người duy nhất thôi, đúng không ạ? Đấy chính là chúng ta, chính là mỗi một người ở đây. Đó, và khi mà nhận thức được cái điều này thì chúng ta sẽ biết cách để xây dựng nó một cách dễ dàng hơn và chuyển hóa bên trong của mình một cách dễ dàng hơn. Và mọi người, để mà mọi người có thể dễ, những ai mà chưa cập nhật cái tư duy này ấy, thì mình cũng có thể tham gia các cái lớp học phát triển bản thân, đặc biệt là những cái lớp học về mối quan hệ, hay là mọi người cũng có thể đăng ký tham gia chương trình khai sáng sức mạnh trong ta, thì có một cái quy trình rất là đặc biệt để giúp cho các anh chị nhận thức rõ ràng được là ai là người chịu trách nhiệm và ai mới là người thực sự đang tạo ra mối quan hệ của mình ở hiện tại. Xin chào chị Bi Huyền, xin chào chị Tạ Đào, xin chào Kim Anh Trịnh, xin chào Huế Vũ, xin chào anh Thành Trung Nguyễn. Chúng ta cùng đợi thêm 2 phút nữa nhé. Nếu như mọi người thấy rằng những cái chia sẻ của Nhung ở livestream 1 ấy có thể giúp ích cho các anh chị và giúp ích cho những cái người thân bạn bè của mình, thì mình cũng có thể tag tên hoặc là share cái livestream này. Nhung tin rằng là sẽ có một cái nội dung nào đấy có thể giúp cho anh chị có thể dễ dàng nhận diện được cái mối quan hệ của mình, cũng như là mình biết thêm được những cái hiểu sâu hơn nữa về cái chiều sâu của mối quan hệ của mình, đúng không ạ? Mình có thể tag tên hoặc là share cái livestream này đến các bạn bè của mình. Và Nhung tin rằng là nó sẽ có một phần hữu ích nhất định đối với mỗi một người. Và chúng ta sẽ mỗi một người góp vào đấy một phần là những cái trải nghiệm thực tế của mình, là những cái mà mình ứng dụng và mình đạt hiệu quả, để chúng ta cùng nhau có thể phát triển các cái mối quan hệ của mình dễ dàng hơn, đúng không ạ? Xin chào chị Tú Nguyễn, xin chào Đỗ Mai. Rất là cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ là 21 giờ 22 phút, chúng ta đợi đến 21 giờ 25 phút nhé. Thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và cũng như là thảo luận về cái livestream thứ hai. Đấy là cái cơ chế hoạt động nào khiến cho bên trong của chúng ta hiển lộ ra cái mối quan hệ ở bên ngoài, đúng không ạ? Khi mà hiểu được cái nguồn gốc, hiểu được cái bản chất, thì chúng ta sẽ biết cách làm chủ cái mối quan hệ của mình bằng cách chủ động xây dựng bên trong tâm trí của chính mình. Và hôm nay thì Nhung có hai cái bài kệ rất là hay và rất là ngắn gọn, xúc tích, có thể chia sẻ với mọi người và mọi người có thể ghi lại, lưu lại để cùng nhau chúng ta phân tích sâu hơn cái bài kệ này, cũng như là Nhung có thể chia sẻ cho mọi người cái cơ sở khoa học của cái bài kệ này. Và đây là bài kệ của sư phụ của Nhung là thầy Pháp Nhật chia sẻ cùng với kết hợp với những cái kiến thức NLP mà cô Đặng Thủy đã chia sẻ cho Nhung, thì mọi người có thể dễ dàng hiểu được cái nội dung của bài kệ và cũng như là có thể ghi nó lại để ứng dụng nó trong cái cuộc sống của mình. Chị Tú Nguyễn ơi, khóa học ở Sài Gòn là tổ chức vào ngày 13-14, chị Tú Nguyễn ạ.
Thì mình cũng có thể share cho mọi người ở trên tường của em ấy thì có rất là nhiều những cái bài share và mọi người có thể vào đường link trực tiếp. Trong cái livestream này thì cũng có đường link ấy, thì mọi người có thể vào đường link thì có cụ thể địa điểm cũng như là thời gian tổ chức của khóa học trong Sài Gòn. Thì chương trình khai sáng sức mạnh trong ta lần đầu tiên là tổ chức trong Sài Gòn, dành cho các anh chị và đặc biệt là có các anh chị giới CEO tham gia rất là nhiều. Và có sự góp mặt của các bậc thầy không chỉ về NLP và có cả bậc thầy về tâm linh nữa. Thì mọi người có thể vào trong đường link. Đây là một chương trình đặc biệt, rất là đặc biệt luôn ạ. Rất đặc biệt. Thì chúng ta có thể đăng ký để tham gia. Gần như là về cái, vâng ạ, về phí học bao nhiêu đúng không ạ? Cái chương trình này thì chủ yếu là mọi người chia sẻ cái phí hội trường thôi ạ. Chứ còn thực ra là không có thu phí học. Thế thì mọi người rất là thoải mái. Xin chào anh Vũ Phong Sơn, xin chào chị Nguyễn Nhung nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nếu anh chị nào ở trong Sài Gòn thì chúng ta có thể hẹn nhau ngày 12, thì Nhung bay từ Hà Nội vào trong Sài Gòn thì chúng ta cũng có thể giao lưu với nhau ạ. Ok ạ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau chia sẻ về cái cơ chế hoạt động nào của tâm thức mà tạo ra cái mối quan hệ ở bên ngoài, đúng không ạ? Chúng ta biết được rằng là mỗi một cái mối quan hệ bản chất, mối quan hệ của chúng ta bản chất chỉ có một người duy nhất chịu trách nhiệm và chỉ có một người duy nhất tạo ra cái mối quan hệ đấy thôi ạ. Đấy là chính mình. Vậy thì căn cứ vào đâu mà Nhung lại nói như vậy? Thì ở đây Nhung có hai bài kệ rất là hay, thì Nhung đọc cho mọi người nghe và mọi người có thể viết lại xuống giúp Nhung nhé. Sau đấy là Nhung sẽ cùng mọi người phân tích là tại sao. Bởi vì cái bài kệ này được viết để tổng hợp những cái kiến thức rất là tuyệt vời, để giúp cho mọi người dễ dàng ứng dụng nó trong cuộc sống. Mỗi một bài kệ rất là ngắn thôi, chỉ có 4 câu duy nhất thôi. Xin chào chị Trần Ngọc Vân. Xin chào, chị Tú Nguyễn ơi, viết xuống giúp em. Có một cái bài kệ, thứ nhất là bài kệ về tiềm thức. Bởi vì sao? Những cái gì mà chúng ta đang nhìn thấy hiển lộ bên ngoài hoàn toàn là nó đang là những cái đã diễn ra trong tâm trí của chúng ta. Và khi mà nó đủ duyên ạ, nó đủ nó hiểu hội tụ đủ các cái điều kiện thì nó sẽ hiển lộ ra bên ngoài. Chính vì vậy nên là khi mà chúng ta nhìn thấy ở bên ngoài tốt hay là có vấn đề thì thực tế là do bên trong tâm thức của chúng ta nó đang có những cái điều như vậy. Vậy thì có một cái bài kệ 4 câu như này để giúp cho anh chị có thể dễ dàng. Câu bài kệ thứ nhất này: số phận đã hình thành, khi bạn ra quyết định, tiềm thức sẽ thi hành, điều tuyệt vời sẽ đến. Đây là bài kệ của sư phụ Nhung là thầy Pháp Nhật. Chị Tú Nguyễn ơi, chị có thể comment xuống giúp em để mọi người dễ theo dõi được không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Số phận đã hình thành. Số phận đã hình thành, mọi người cùng comment xuống nhé. Thực tế thì cái cơ chế hoạt động của tâm trí của chúng ta cũng rất là đơn giản thôi ạ. Chúng ta có thể hiểu một cách rất là đơn giản để dễ dàng ứng dụng trong cuộc sống của mình. Và thông qua bài kệ 4 câu ho 4 câu này thì mọi người cũng có thể nắm được về rất là khái quát về cái cách mà tâm trí của chúng ta đang hoạt động như thế nào. Tất cả các mối quan hệ diễn ra bên ngoài đời ạ đều do từ trong tâm thức của chúng ta hiển lộ ra bên ngoài. Ok, thì Nhung sẽ cùng mọi người viết cái bài kệ này xuống nhé. Số phận đã hình thành. Trên thực tế ạ, có rất là nhiều người đi học rất là nhiều nhưng mà cũng chưa có áp dụng vào trong cuộc sống của mình, để và rồi sau một thời gian thì lại phát hiện ra là những cái mối quan hệ của mình nó gặp vấn đề ấy. Và điều quan trọng đấy là như Nhung cũng chia sẻ với mọi người trong livestream thứ nhất, chúng ta không bao giờ có thể xây dựng một mối quan hệ hòa hợp hoàn toàn 100% từ đầu cho đến cuối. Thế nhưng ít nhất là chúng ta khi mà chúng ta nhận diện ra được là đang có một cái điều gì đấy bất ổn trong mối quan hệ đấy, chúng ta biết cách để có thể ngay lập tức chuyển hóa và đưa nó quay trở về
ở cái trạng thái là hòa hợp đúng không ạ? Thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta biết cách, và có một số những người bạn của Nhung thì cũng đi học rất là nhiều các cái chương trình, tuy nhiên là không có áp dụng một cách triệt để, và khi mà gặp các cái vấn đề ấy, thì cũng không thực sự biết cách để mà làm nào mình chuyển hóa được những cái vấn đề đấy. Thì thông qua cái bài kệ 4 câu này nó rất là đơn giản, nhưng mà Nhung sẽ chỉ cho mọi người cái cách để ứng dụng nó trong cuộc sống, nó rất là dễ dàng. Chúng ta cùng viết xuống nhé, chúng ta cùng viết xuống. Chúng ta có thể học những cái topic rất là nhỏ thôi, chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái topic rất là nhỏ, nhưng điều quan trọng là chúng ta ứng dụng được ngay, ứng dụng được ngay. Thì cái đấy là cái giá trị mà Nhung muốn chia sẻ cùng với mọi người. Chính xác rồi ạ. Khi bạn ra quyết định, số phận đã hình thành. Khi bạn ra quyết định. Cảm ơn chị Tú. Tiềm thức sẽ thi hành. Đúng rồi ạ, tiềm thức sẽ thi hành, điều tuyệt vời sẽ đến. Chính xác rồi, cảm ơn anh Sáng. Thì câu này chúng ta cùng phân tích chỉ 4 câu thôi, nhưng nó đang ẩn chứa tất cả những cái bí mật về mối quan hệ, đang ẩn chứa tất cả những cái bí mật mà chúng ta cần phải biết đầu tiên để về cái mối quan hệ của chúng ta. Thứ nhất, số phận đã hình thành khi bạn ra quyết định. Có nghĩa là gì ạ? Bản chất bên trong chúng ta đã từng có một cái quyết định nào đấy về mối quan hệ của mình rồi, một cách cố vô thức hay là một cách có ý thức. Đôi khi chúng ta đã từng ra quyết định nhưng chúng ta không biết, và cái quyết định nó có thể là diễn ra khi mà cảm xúc của mình đang lên rất là cao, mà mình không có đủ cái tầng, không có đủ cái sự hiện hữu để mà nhận ra cái điều đấy. Và khi mà chúng ta đã từng ra quyết định trong cái trạng thái cảm xúc cao ấy, thì nó giống như một cái lệnh tự động cài đặt ở trên ô tô. Ví dụ như là cái lệnh cài đặt là đi đến ngã tư đường thì rẽ phải đúng không ạ? Thì cái lệnh cài đặt này ấy, nó là tự động, và nếu như chúng ta không biết cái lệnh này thì cứ đến ngã tư là nó rẽ phải mà chúng ta không hiểu tại sao. Thì anh chị có đồng ý với Nhung là có những ngã tư chúng ta muốn rẽ phải, nhưng có những ngã tư chúng ta lại vẫn muốn đi thẳng đúng không ạ? Thế nhưng mà cái lệnh này nó đã được cài đặt sẵn rồi, và cứ đến đoạn ngã tư là nó rẽ phải. Và khi nó cứ diễn ra lặp đi lặp lại như vậy, mình không hiểu được tại sao. Mình không hiểu được tại sao nó lại là như vậy. Và lúc đấy mình bắt đầu mình quay ra, mình đổ lỗi cho những cái người liên quan đến cái mối quan hệ đấy. Ví dụ như là đổ lỗi cho người bạn đời, hay đổ lỗi cho đồng nghiệp, hay mình đổ lỗi cho những người bạn của mình, đúng không ạ? Mình đổ lỗi cho họ. Và khi đấy thì cái mối quan hệ của chúng ta dần dần nó đang lại càng xấu đi, đúng không ạ? Thì khi hiểu được cái cơ chế rằng là bởi vì cái mối quan hệ đấy nó diễn ra như vậy, bởi vì một cái quyết định trong quá khứ của mình đã từng ra quyết định, và nó sẽ có một cái cơ chế, nó trở thành một cái mô thức, và nó lặp đi lặp lại trong bất kỳ cái mối quan hệ nào. Bất kỳ cái mối quan hệ nào nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Và điều đấy nó khiến cho những cái mối quan hệ của chúng ta tốt hoặc là chưa tốt là vì như vậy. Câu thứ ba, số phận đã hình thành khi bạn ra quyết định, tiềm thức sẽ thi hành. Có nghĩa rằng là chúng ta đã có cái lệnh cài đặt tự động đấy rồi ạ, và tiềm thức nó giống như là cái người lái xe ô tô ấy, họ chỉ đơn giản đấy là lái theo cái quyết định của ông chủ thôi đúng không ạ? Ông chủ ra quyết định đi đâu thì người lái xe sẽ có nhiệm vụ đưa ông chủ đến cái địa điểm đấy, mà không hề không có cái sự phàn nàn hay phản hồi ngược lại đúng không ạ? Tiềm thức chỉ đơn giản là thực thi thôi. Và có nghĩa là gì? Cái lệnh đấy là tốt thì chúng ta đến được những kết quả tốt, còn nếu như cái lệnh đấy nó không tương hỗ thì chúng cũng dẫn chúng ta đến những cái kết quả mà nó không tương hỗ và nó không như mình mong muốn đúng không ạ? Thì 4 cái câu này để giúp cho anh chị hiểu nhớ được một cái điều rằng là mọi thứ hiển lộ ra bên ngoài bởi vì chúng ta đã từng cài đặt nó ở trong tiềm thức của mình, đã từng cài đặt nó ở trong tiềm thức của mình ạ. Và có một điều thú vị là những cái cài đặt đấy có thể chúng ta cũng không biết, có thể chúng ta cũng không biết bởi vì nó đã được cài đặt từ khi mà chúng ta đang còn rất là bé. Và có những cái cài đặt nó là do di truyền bởi vì mọi thứ nó đều là năng lượng, và năng lượng thì có 2 dạng, thứ nhất là năng lượng vật chất và thứ hai nữa là năng lượng thông tin. Thì khi mà những cái năng lượng thông tin di truyền ấy ạ, có thể di truyền từ kiếp này đến kiếp khác và đời này sang đời khác, di truyền từ đời bố mẹ ông bà của chúng ta sang một cách rất là tự động, và chúng ta mô phỏng lại nó một cách rất tự động đến nỗi là chúng ta cũng không nhận thức được nó cho đến khi nó diễn ra thành một vấn đề, và lúc đấy chúng ta mới quay trở lại đi tìm hiểu xem điều gì đã diễn ra. Thì nếu như mà anh chị đang ở trong cái giai đoạn như vậy thì mình có thể sử dụng những các phương pháp về NLP, bởi vì NLP là một cái phương pháp nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình tư duy,
và giúp cho chúng ta hoàn toàn có thể quay ngược trở lại quá khứ một cách rất dễ dàng để có thể tìm hiểu xem nguyên nhân thực sự của cái vấn đề đấy là gì. Và khi mà chúng ta biết được nguyên nhân rồi đấy ạ, và chúng ta biết được cái lệnh tự động mà chúng ta đã từng cài là gì, thì việc của chúng ta chỉ đơn giản là gỡ cái lệnh đấy ra và cài lại một cái lệnh khác nó tương hỗ cho những cái điều mà chúng ta muốn ở hiện tại, đúng không ạ? Thì khi đấy thì vấn đề sẽ tự nhiên được giải quyết. Và thực sự là Nhung đã từng chứng kiến rất là nhiều các anh chị và kể cả là mẹ của Nhung đấy, thì khi mà gỡ cái lệnh tự động đấy ấy, thì tự khắc không hiểu tại sao cái người liên quan đến mối quan hệ đấy ở nhà mình tham gia khóa học và mình chữa lành ở trong khóa học, thì sau cái khóa học đấy, cái lần đầu tiên Nhung tham gia đấy là chương trình giải mã sức mạnh tiềm thức, thì sau khóa học đấy người ở nhà của mình ạ thì họ được chữa lành luôn ạ. Và có một chị thì là đã rất là lâu rồi chị không có thường xuyên kết nối với bố mẹ đẻ của mình, và khi mà chị lập gia đình ấy, chị cũng rất ít khi về nhà, đến nỗi là chị thích về gia đình nhà bố mẹ chồng hơn cả là gia đình bố mẹ đẻ ấy. Đấy, và cũng rất ít khi gọi điện về hỏi thăm bố mẹ luôn. Thế thì trong cái chương trình đấy chị có làm một cái quy trình chữa lành. Đấy, thì nếu như mà ai đấy muốn có thể dễ dàng tìm được cái lệnh của mình thì mình có thể sử dụng đến các quy trình NLP. Đó, thì khi mà chị được cô Đặng Thủy giúp cho tìm về cái sự kiện quá khứ và chữa lành cái mối quan hệ giữa chị và bố mẹ của chị, thì tự động sau khi kết thúc xong chương trình ấy, thì bố mẹ chị đã rất là lâu rồi, lần đầu tiên trong một thời gian rất là lâu, cả mấy năm trời, lần đầu tiên chủ động gọi điện cho chị, các anh chị ạ, chủ động gọi điện cho chị, và hai bên nói chuyện với nhau một cách rất là gần gũi, mà từ trước đến nay nó không phải là như vậy đâu ạ, mà một cách rất là gần gũi, một cách rất là tự nhiên luôn, nó rất là vi diệu như vậy. Và khi mà Nhung tìm hiểu về tâm linh và cũng như là Nhung tìm hiểu về những cái khoa học về năng lượng ấy, thì Nhung biết được rằng là chúng ta có một sự kết nối xuyên không gian và xuyên thời gian. Chính vì thế nên khi mà anh chị được chữa lành thì tự nhiên những cái người liên quan đến cái mối quan hệ của mình được chữa lành, và mối quan hệ của chúng ta nó tốt lên một cách rất là nhanh chóng, mà đôi khi những cái người bên ngoài họ nhìn vào họ không hiểu là tại sao lại như vậy. Thế ạ, thì bốn cái câu kệ này mọi người có thể lưu lại, nó rất là tuyệt vời đấy ạ, giúp cho chúng ta hiểu một cách dễ dàng về cơ chế hoạt động của tiềm thức. Những cái gì chúng ta đã từng ra quyết định và cài đặt trong tiềm thức thì tiềm thức luôn luôn thi hành, luôn luôn thi hành. Và có nghĩa là gì? Nếu như mọi người để ý này, ở trên tường của Nhung thì có rất là nhiều tranh ảnh, đúng không ạ? Rất là nhiều tranh ảnh. Đây là những hình ảnh mà Nhung rất là thích. Nó mô phỏng về cái cuộc sống mà Nhung rất là thích. Và khi mà Nhung in những cái hình ảnh này cho đến bây giờ được 1 năm, thì mình in cái hình ảnh này và lúc nào mình cũng nghĩ đến những cái hình ảnh như thế này. Đấy, mình nghĩ những cái hình ảnh như này có nghĩa rằng là mình đang gieo vào trong tiềm thức của mình những cái hình ảnh đó. Và nhiệm vụ của tiềm thức duy nhất đấy là nó phải khiến cho cái điều đấy hiển lộ ra, đúng không ạ? Và trên thực tế đấy là sau 1 năm kể từ khi mà Nhung in những cái bức ảnh này lên, thì tất cả những cái điều này nó đang dần dần được hiển lộ ra, nó đang diễn ra ở trên đời thực một cách rất là tự nhiên luôn ạ. Nó thu hút những con người và những nguồn lực mà mình không thể biết trước được ạ, để nó khiến cho những cái điều này diễn ra. Đấy là một cái cách mà mình cài đặt vào trong tiềm thức của mình. Chính vì vậy nên là mới có cái câu thứ tư. Đấy là điều tuyệt vời sẽ đến. Đấy ạ, điều tuyệt vời sẽ đến. Và Nhung có một cái bài kệ thứ hai, có 4 câu trong bài kệ thứ hai tặng cho mọi người. Thì mọi người ghi lại nhé. Đây là bài kệ do sư phụ của Nhung là thầy Pháp Nhật viết, để giúp cho mọi người có thể dễ dàng hiểu và ghi nhớ được những cái quy luật của tiềm thức, và nó cũng là những quy luật của vũ trụ. Mọi người ghi lại này: bên trong quyết định bên ngoài, bên trong quyết định bên ngoài. Chị Đào ơi, có thể ghi lại xuống giúp em được không? Ghi lại giúp em để cho mọi người dễ dàng ghi nhớ. Chỉ có 4 câu thôi nhưng rất dễ dàng để cho mọi người có thể hiểu được. Bên trong quyết định bên ngoài, đó là quy luật ngàn đời xưa nay. Tiềm thức hạt giống tích đầy, bên ngoài ứng hiện thấy ngay tuyệt vời. Thầy sư phụ Pháp Nhật là một cái người mà Nhung rất là ngưỡng mộ, và Nhung đã được chứng kiến tận mắt cái cách mà thầy sử dụng năng lượng để có thể chữa lành cho mọi người. Có những người đã bị những cái căn bệnh cả 10 năm, mà đến cả những cái bệnh viện hàng đầu Việt Nam như bệnh viện 108 và các cái bệnh viện Bạch Mai thì họ cũng đang chữa trị nhưng mà nó chưa có đạt hiệu quả.
thì thầy Nhung dùng hoàn toàn bằng năng lượng nhưng đã có thể khiến cho họ khỏe lên một cách rất là bất ngờ luôn ạ. Rất là bất ngờ luôn, và họ cũng còn phải nói một cái câu đấy là sư phụ chữa còn giỏi hơn cả bệnh viện 108, mà hoàn toàn không dùng bất kỳ một viên thuốc nào luôn ạ. Hoàn toàn bằng năng lượng. Nó rất là tuyệt vời, và thầy của Nhung có viết ra cái bài kệ này để giúp cho mọi người hiểu được dễ dàng hơn cái cơ chế hoạt động của vũ trụ. Bên trong quyết định bên ngoài, đó là quy luật ngàn đời xưa nay. Câu thứ hai chị Đào nhé, đó là quy luật ngàn đời xưa nay. Chúng ta cùng viết lại nhé. Những cái bài này thực sự nó rất là quý. Hiện tại thì chưa có ban hành ở trên thị trường đâu ạ, chưa có xuất hiện nhiều ở trên thị trường đâu. Đó là quy luật ngàn đời xưa nay, tiềm thức hạt giống tích đầy. Xin chào anh Khanh Tống, xin chào Hảo Hảo, xin chào anh Hải Hậu. Bên ngoài ứng hiện thấy ngay tuyệt vời. Điều này có nghĩa là gì ạ? Hoàn toàn thế giới ở bên ngoài được quyết định 100% bởi thế giới ở bên trong, bởi cái thế giới ở trong tâm trí của chúng ta. Và có nghĩa là gì ạ? Chúng ta muốn điều gì thì điều đấy nó diễn ra. Đúng không ạ? Và có một số anh chị hỏi Nhung rằng là tại sao chị muốn giàu có, chị muốn hạnh phúc mà những cái vấn đề nó vẫn đến với chị. Thế thì có một cái câu hỏi đặt ra, đấy là mình đã giao tiếp đúng với tiềm thức của mình đã giao tiếp đúng cái mong muốn của mình hay là chưa, đúng không ạ? Hay là có nhiều người hay nói đùa rằng là em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại. Thì thực ra đấy là một cái câu chuyện cười, đấy là nói về cái cách giao tiếp của người phụ nữ ở Việt Nam, muốn một điều nhưng mà lại không nói ra, và dùng hay rất hay dùng những cái ẩn ý. Nhưng mà cái người bạn trai của mình ấy, có thể là họ họ suy nghĩ rất là đơn giản, họ không hiểu được. Thì cũng giống như tiềm thức cũng như vậy, tiềm thức chỉ giống như một đứa trẻ 5 tuổi thôi ạ. Khi mà chúng ta giao tiếp không rõ ràng và không cụ thể thì tiềm thức không hiểu được, và khi đấy thì tiềm thức sẽ không thể nào hiển lộ ra cái bức tranh mà chúng ta muốn được, đúng không ạ? Chính vì vậy nên là chúng ta cần học cách để giao tiếp đúng với tiềm thức của mình, đúng với cái ngôn ngữ của tiềm thức, để khiến cho cái bức tranh của chúng ta nó hiển lộ ra bên ngoài. Và để mà mọi người có thể hiểu rõ được các cái cơ chế hoạt động của tiềm thức thì mọi người cũng có thể đăng ký học chương trình khai sáng sức mạnh trong ta. Trong vòng khoảng một ngày thì cô Đặng Thủy giúp cho mọi người hiểu rất là sâu, rất là rõ về cái cơ chế hoạt động của tiềm thức. Còn trong cái livestream này, trong cái phạm vi này thì Nhung chia sẻ với mọi người những cái cốt lõi nhất và những cái ngắn gọn và đúc kết nhất để cho mọi người có thể dễ dàng tóm gọn được. Và để mà sâu sắc hơn thì mọi người cũng có thể đọc thêm các cái tài liệu, đọc thêm cuốn sách Sức mạnh tiềm thức, và có thể tham gia các cái khóa học sâu hơn về NLP. Đấy ạ. Thì mọi người sẽ dễ dàng hiểu hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Chính xác rồi, cảm ơn chị Đào, rất là tuyệt vời. Hai bài kệ này là hai bài kệ rất giá trị, và mọi người hoàn toàn có thể căn cứ vào hai bài kệ này để hiểu được cái cách giao tiếp của mình. Chào chị Trần Mai, chào anh Phạm Việt Hoàng, xin chào Đoàn Vi. Cảm ơn chị Trần Mai rất là nhiều. Xin chào chị Yến Phương. Thì chúng ta hiểu một cách rất là đơn giản thôi. Những cái gì hiển lộ ra bên ngoài là do trong tâm trí. Vậy thì quay trở lại cái mối quan hệ của mình. Nếu như một cái mối quan hệ nào đấy nó đang chưa theo như ý của mình thì có nghĩa rằng là bên trong tâm trí của chúng ta, bên trong tâm trí của anh chị đang xây dựng một cái hình ảnh về cái mối quan hệ đấy, nó chưa tương hỗ và nó chưa đúng. Và chúng ta cần phải xem xét lại cái cách mà chúng ta đang giao tiếp với tiềm thức của mình, cái cách mà chúng ta đang gieo hạt vào trong tiềm thức của mình, đúng không ạ? Và Nhung chia sẻ với mọi người bốn cái con đường để giúp cho tiềm thức nhận cái thông điệp của anh chị thông qua bốn cái con đường như thế nào. Con đường thứ nhất, cảm ơn anh Việt Hoàng rất là nhiều. Con đường thứ nhất đấy là thông qua suy nghĩ. Tiềm thức giống như một cái màng lọc. Xin lỗi mọi người, đấy là ý thức.
Tâm trí của chúng ta thì phân thành hai phần, đấy là phần ý thức và phần tiềm thức. Ý thức giống như một cái phần màng lọc, nó sẽ lọc tất cả những cái thông tin, suy nghĩ, cảm xúc, lời nói của chúng ta. Và khi mà đã đi qua cái màng lọc này, nó đi vào trong cái vùng đất tiềm thức ấy, thì nó trở thành một cái nơi lưu trữ các cái hạt giống. Và khi những cái hạt giống này nó kết hợp với những cái nhân duyên, nó đủ nhân duyên thì nó sẽ hiển lộ ra thành những cái kết quả ra bên ngoài như chúng ta nhìn thấy. Như chúng ta nhìn thấy, đấy là những cái mối quan hệ của chúng ta, hay ngay cả là về tài chính của chúng ta, hay ngay cả về những cái liên quan đến tính cách, cái con người, cái thói quen của chúng ta, nó cũng là một dạng của kết quả đấy ạ. Thì ý thức giống như một cái màng lọc, và sau khi nó đi qua cái lớp màng lọc này, nó sẽ đến cái vùng tiềm thức. Và nơi đã đến vùng tiềm thức thì tiềm thức này có nhiệm vụ là làm cho nó hiển lộ dựa vào những cái nhân duyên kết hợp. Khi mà chúng ta tập trung càng nhiều thì các cái nhân duyên hội tụ càng nhanh, thì khiến cho cái điều đấy nó hiển lộ càng nhanh, đúng không ạ? Còn khi mà chúng ta gieo vào tiềm thức nhưng mà chúng ta không chú ý đến những cái nhân duyên, thì có thể là trong một thời gian rất là dài, có thể vài năm, có thể chục năm, và cũng có thể là nhiều kiếp, thì nó mới hiển lộ ra thành cái kết quả đấy ạ. Và khi mà những cái mà chúng ta đang gặp hiện tại ấy, nó đơn giản là khi chúng ta đã từng gieo và bây giờ nó đủ cái nhân duyên đấy rồi, và nó hiển lộ ra bên ngoài. Vậy thì chúng ta muốn thay đổi cái mối quan hệ của mình, có nghĩa là chúng ta phải gieo những cái hạt giống mới, và chúng ta tạo ra những cái nhân duyên thuận lợi cho những cái hạt giống tốt đấy nó nảy nở thật là nhanh, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ gặt hái được những cái mối quan hệ tốt. Và nó có một cái phần rất là tuyệt vời để cho anh chị có thể dễ dàng chuyển hóa được cái mối quan hệ của mình, đấy là cái yếu tố buông xả mỉm cười ạ, là một trong bốn yếu tố của tâm mà Nhung đang thực hành hiện tại. Nó rất là tuyệt vời. Yếu tố buông xả mỉm cười có nghĩa là gì? Chúng ta chấp nhận, buông xả hết tất cả mọi thứ, nó giống như là một cái trạng thái chúng ta tha thứ cho chính mình và tha thứ cho những cái người liên quan đến cái mối quan hệ của mình. Và chúng ta mỉm cười, mỉm cười ở đây có nghĩa là chúng ta thực sự hoan hỷ với cái sự tha thứ đấy, để cho mình thêm một cái cơ hội và cho những cái người liên quan đến mối quan hệ của mình thêm một cái cơ hội. Và đúng bản chất của nó ấy, chỉ đơn giản đấy là chính mình thôi, đúng không ạ? Còn những cái người xung quanh họ chỉ là những cái người hiển lộ ra để giúp cho chúng ta thực hành, thực hiện những cái mà chúng ta đã gieo vào trong tiềm thức thôi. Rất là tuyệt vời. Vâng, và những anh chị mà đang xem livestream của Nhung, thì những anh chị nào đã hiểu được cái cách mà thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài, thì chúng ta có thể comment xuống bên dưới là thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài được chứ ạ. Và Nhung lại tiếp tục chia sẻ với mọi người bốn cái con đường, và hay là chúng ta dùng một cái từ đấy là bốn thức ăn của tiềm thức, để anh chị có thể chú ý và thực hành nó ngay từ hôm nay, đúng không ạ? Và Nhung cũng đang thực hành nó bằng cách in những cái hình ảnh như thế này. Đây là những cái gì mà mình rất là yêu thích, và là một cách để cho tiềm thức của mình dễ dàng nhận được cái thông điệp của mình. Nếu như ai đã hiểu được rằng là tại sao thế giới bên trong lại tạo ra thế giới bên ngoài, thì chúng ta có thể comment xuống bên dưới đấy là thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài được chứ ạ. Chúng ta comment xuống đi ạ, để giúp cho những cái người vào sau họ có thể dễ dàng theo dõi và cũng như là dễ dàng tham gia cùng với chúng ta hơn, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta làm một cái điều để tốt cho những cái người xung quanh, là lúc chúng ta đang tăng thêm cái điểm điểm đức, điểm tích đức của chúng ta, tích phước của chúng ta. Và khi mà cái điểm này càng cao lên thì chúng ta càng ở trên những cái tần số sẽ cao. Chúng ta ở trên tần số cao thì chúng ta thu hút những con người tuyệt vời, và chúng ta thu hút những cơ hội tuyệt vời đến với mình một cách rất là tự động, và giống như là chúng ta đang được một cái người ta gọi là quý nhân nào đấy đang phù trợ cho mình ạ. Thực tế là đấy là khi chúng ta tích rất là nhiều phước đức thì chúng ta ở trong cái tần số rất là cao, và chúng ta được bảo vệ khỏi những cái nguồn năng lượng chưa được tốt, và thu hút về những cái nguồn năng lượng tốt, đúng không ạ? Và lúc đấy cuộc sống của chúng ta giống như là có một quý nhân phù trợ vậy ạ. Và khi mà tìm hiểu sâu về thế giới tâm linh và có cơ hội gặp những cái bậc thầy giác ngộ, thì thực sự anh chị hiểu, anh chị biết được rất là nhiều điều vi diệu luôn ạ. Chính xác là có những cái người gọi là quý nhân phù trợ đấy ạ. Và họ không phải là con người, mà họ là những cái nguồn năng lượng mà thực sự là Nhung không biết giải thích như thế nào. Nhưng mà nó rất là tuyệt vời. Và những cái người mà làm những cái điều tốt ấy, chắc chắn là gặp những cái điều tốt. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta gặp những điều chưa tốt ấy,
thì ở đấy là đang cho chúng ta những cái bài học đấy ạ. Và chúng ta thực sự tốt nghiệp được cái bài học đấy thì chúng ta đang là những cái người thực hiện những cái sứ mệnh lớn trong cuộc sống này, trong cái cuộc đời này, đúng không ạ? Cảm ơn chị Nhung Hoàng, cảm ơn chị Khanh Tống. Xin chào Phương Bùi. Chính xác rồi, thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài. Và khi mà chúng ta muốn thay đổi một cái điều gì đấy ở bên ngoài thì cách duy nhất là chúng ta vào thay đổi cái thế giới bên trong của mình. Thế thay đổi cái thế giới bên trong của mình. Vậy thì đầu tiên là chúng ta cần biết được rằng là bốn cái thức ăn của tiềm thức là gì, đúng không ạ? Mọi người ghi xuống giúp Nhung nhé. Bốn thức ăn của tiềm thức. Thức ăn thứ nhất đấy là suy nghĩ. Thức ăn thứ nhất là suy nghĩ. Suy nghĩ. Thức ăn thứ hai đấy là lời nói. Những cái gì mà chúng ta nói ra thì nó đều phát ra tần số và sóng ạ. Và những cái gì là tần số và sóng thì tiềm thức này sẽ thu thu được, đúng không ạ? Thứ hai là lời nói. Xin chào cô Bùi Ngọc, xin chào chị Hoàng Hoa. Thức ăn thứ ba của tiềm thức đấy là cảm xúc. Cảm xúc. Mọi người ghi xuống nhé. Cảm xúc, lời nói. Và thức ăn thứ tư đấy là hành động. Vậy thì khi mà chúng ta muốn thay đổi cái kết quả bên ngoài thì chúng ta cần phải thay đổi bốn cái yếu tố này, đúng không ạ? Chúng ta cần, cảm ơn anh Việt Hoàng rất là nhiều, cảm ơn chị Nguyễn Thị Ngân. Chúng ta cần phải thay đổi từ bốn cái yếu tố này, thay đổi cách mà chúng ta suy nghĩ, thay đổi cách mà chúng ta, những cái ngôn từ mà chúng ta nói ra, chúng ta thay đổi cái cảm xúc của mình, người ta gọi là quản trị cảm xúc, đúng không ạ? Và chúng ta thay đổi cái hành động của chúng ta hàng ngày, bởi vì tất cả những cái điều này nó đều đang tác động đến tiềm thức của mình. Chính xác rồi ạ, có bốn cái thức ăn cho tiềm thức, đấy là suy nghĩ, lời nói, cảm xúc và hành động. Thì đấy là bốn cái con đường mà tiềm thức nhận cái thông tin. Chính xác rồi ạ. Và để mà chúng ta có thể làm chủ cái tâm trí của mình thì chúng ta phải làm chủ của suy nghĩ, làm chủ lời nói, làm chủ cảm xúc và làm chủ hành động của mình, đúng không ạ? Bởi vì đơn giản rằng là đấy là bốn cái con đường mà tâm trí của chúng ta đang tiếp nhận thông tin, và khi chúng ta làm chủ được bốn cái yếu tố này thì có nghĩa là chúng ta đang một cách tự động làm chủ cái tâm trí của mình rồi, đúng không ạ? Vâng ạ. Và làm như nào để chúng ta có thể làm chủ được thì đầu tiên ấy, chúng ta phải biết cách rằng là những cái ngôn từ nào thì nó tương hỗ cho cái mục tiêu, cái ngôn từ nào nó tương hỗ cho cái mối quan hệ của mình, đúng không ạ? Thì ngay ở bên trong suy nghĩ của chúng ta thì chúng ta phải cài đặt vào đầu mình những cái niềm tin về những mối quan hệ tốt, và chúng ta cài đặt vào để chúng ta gia tăng thêm cái sự tin tưởng của chính mình vào trong những người xung quanh của mình, đúng không ạ? Thì để mà có thể có những cái niềm tin tương hỗ này bằng cách đấy là chúng ta gia tăng hiểu biết, gia tăng cái trí tuệ của mình thông qua việc đọc sách, thông qua việc là gặp gỡ những cái người thành công, những người tích cực, thông qua cái việc là chúng ta đi học các cái lớp phát triển bản thân để có thể được cập nhật những cái tư duy, để từ đấy thì dần dần chuyển hóa những cái luồng suy nghĩ bên trong của mình, đúng không ạ? Và từ cái luồng suy nghĩ đấy thì nó cũng tạo ra cái cảm xúc cho mình, nó cũng tạo ra cái cảm xúc cho mình, đúng không ạ? Và chúng ta học những cái, và chúng ta có thể quản trị cái cảm xúc của mình bằng cách là hiện hữu ở hiện tại. Khi mà chúng ta hiện hữu ở hiện tại mà anh chị phát hiện ra một cái cảm xúc nào đấy nó chưa được tích cực và nó chưa tương hỗ cho mối quan hệ của mình ấy, thì ngay lập tức chúng ta chỉ cần đọc bốn câu thần chú, bốn câu thần chú của người Hawaii cổ có thể chữa lành mọi vết thương luôn ạ. Thì chúng ta đọc bốn cái câu thần chú này. Câu thần chú thứ nhất, tôi yêu bạn. Câu thần chú thứ hai, làm ơn tôi xin lỗi bạn. Câu thần chú thứ ba đấy là làm ơn hãy tha lỗi cho tôi. Và câu thần chú thứ tư đấy là tôi cảm ơn bạn. Thì khi mà anh chị phát hiện ra một cái cảm xúc nào đấy nó chưa tương hỗ thì anh chị hãy dùng bốn cái câu thần chú này, thì ngay lập tức chúng ta có thể làm chủ cái cảm xúc của mình, đưa nó về cái trạng thái rất là bình an nhé. Thì khi đấy cái não người của chúng ta mới có cơ hội được hiển lộ, và khi não người được hiển lộ thì chúng ta mới bắt đầu nói ra những cái điều nó đúng. Còn khi mà cảm xúc mình đang bị điều khiển bởi những cái đối tượng khác thì lúc đấy chúng ta đang để cho cái não thú của mình, đang để cho cái não, xin lỗi mọi người, đấy là não bò sát của mình hoạt động.
Và cái não bò sát này thì nó nhận diện đối tượng là một đối tượng rất là nguy hiểm. Và khi mà đã nhận diện cái mối quan hệ của mình là nguy hiểm rồi thì theo mọi người là có thể nói hay là có thể làm cái điều gì tốt được không ạ? Không dễ, không dễ đúng không ạ? Đó, thì đấy bốn câu thần chú này mọi người có thể ghi xuống cho em, giúp em với lại chị Nhung Hoàng có thể ghi xuống giúp em bốn câu thần chú để có thể ngay lập tức làm chủ được cái cảm xúc của mình. Chúng ta có thể làm chủ được cái cảm xúc của mình ạ. Và khi mà chúng ta làm chủ cảm xúc rồi thì lúc đấy chúng ta mới có thể thực sự là hiện hữu cho cái mối quan hệ đấy, đúng không ạ? Chính xác rồi. Cái yếu tố thứ ba đấy là về suy nghĩ này, cảm xúc này. Yếu tố thứ ba đấy là về lời nói, đúng không ạ? Lời nói thì chúng ta dùng những cái ngôn từ mà nó tương hỗ cho cái mối quan hệ của mình. Chúng ta có thể là viết ra. Chúng ta có thể viết ra những cái từ ngữ tương hỗ. Ví dụ như có rất là nhiều các chị thì rất mong muốn là cái người chồng của mình chung thủy. Nhưng khi gặp cái người chồng của mình đôi khi lại lại nói một vài những cái câu, ví dụ như là có những cái câu Nhung thì Nhung chưa có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này. Nhưng mà Nhung có nghe một số người chị của Nhung chia sẻ lại, tức là rất là muốn chồng chung thủy. Nhưng mà khi gặp chồng thì lại khơi gợi ra và lại nói những cái câu nói liên quan đến việc đấy là chồng đi ra ngoài và gặp những cái người khác. Thì đơn giản rằng là khi chúng ta dùng những cái từ khóa và những cái hình ảnh đấy nó hiển lộ bên trong tâm trí của cái người đó thì sớm muộn gì nó có sự lặp đi lặp lại nhiều lần thì sớm muộn gì nó cũng hiển lộ ra bên ngoài thành sự thật. Và khi mà nó thành sự thật thì cái người đó người ta lại nói rằng ơ đấy tôi nói rồi đúng mà, đúng không ạ? Thực ra họ lại chưa biết được rằng là chính họ mới là tạo ra cái bối cảnh đấy, chính họ mới tạo ra cái kết quả đấy, chứ không phải là cái do cái người kia đang thụ động tiếp nhận thông tin và thụ động tiếp nhận hình ảnh mà chưa có sự chọn lọc. Và chính cái việc đấy thì nó khiến cho là những cái gì mà cái người vợ này cài đặt thì nó lại hiển lộ ra với cái người chồng đấy. Và có rất là nhiều người gặp cái tình huống đấy là lấy một người 7 8 năm đầu ấy, họ rất là tử tế. Thế nhưng sau này thì họ có phát sinh ra những cái điều chưa được tốt trong cuộc sống. Đó, thì đơn giản rằng là bạn đang cài đặt chưa đúng cho người vợ hay là người chồng của mình. Hay bạn chưa cài đặt đúng cho bố mẹ của mình, cho những cái người xung quanh của mình, khiến cho họ hiển lộ ra thành cái con người đấy. Bởi vì chúng ta nhận thấy rằng là cũng là một người, nhưng tại sao gặp chúng ta họ lại là một người khác, và gặp một cái bậc thầy thì họ lại hiển lộ hoàn toàn khác, đúng không ạ? Cũng là một người nhưng tại sao gặp chúng ta họ hiển lộ một con người khác, và khi họ gặp một cái bậc thầy thì họ lại hiển lộ một con người hoàn toàn khác. Bởi vì rằng là cái bức tranh, cái bản cài đặt trong tâm trí của chúng ta khiến cho cái con người đấy phải hiển lộ ra như vậy để nó phù hợp với cái tần sóng mà chúng ta đã cài đặt, nó phù hợp với cái tần sóng mà chúng ta đã phát ra. Bởi vì tất cả những cái cài đặt của chúng ta liên quan đến suy nghĩ, liên quan đến lời nói, cảm xúc và hành động, nó đều phát ra tần số và sóng. Và khi đấy thì nó phải thu hút những cái thứ mà cùng tần số và cùng sóng về. Và điều thú vị là cũng với một cái con người đấy, bởi vì mỗi một con người có thể phát ra nhiều mức tần số và sóng khác nhau, đúng không ạ? Anh chị có đồng ý với Nhung là khi mà anh chị vui thì anh chị cảm thấy hoàn toàn khác, và lúc đấy anh chị đang phát ra một cái tần số sóng rất là cao. Đấy ạ, và khi mà anh chị ở trong cái trạng thái vui như vậy thì anh chị thu hút những cái điều tuyệt vời. Và khi mà anh chị ở trong cái trạng thái là mình hơi buồn, mình buồn và mình thấy thất vọng thì mình lại thu hút những cái điều hoàn toàn ngược lại. Bởi mà trong khi chỉ có một người thôi, vẫn là mình mà, nhưng tại sao nó lại như thế? Thì cũng giống như vậy trong mối quan hệ, vẫn là Nhung, nhưng tại sao mà một cái người gặp Nhung thì họ hiển lộ ra một con người khác, mà cũng là cái con người đấy, nhưng khi họ gặp một người khác họ lại hiển lộ ra một con người khác. Bởi vì là Nhung đã cài đặt một cái bản thiết kế trong đầu Nhung, và chính cái bản thiết kế này nó phát ra những cái tần số sóng, và cái tần số này nó thu hút cái con người đấy, nó thu hút cái con người đấy hiển lộ. Và khi mà cái một người nào đấy xuất hiện ở gần Nhung thì họ không có cách nào khác, họ phải hiển lộ một cái con người phù hợp với cái tần số mà Nhung đã phát ra. Mọi người hiểu ý Nhung đúng không ạ? Đó, đấy. Và có nghĩa là anh chị hoàn toàn có thể thay đổi một mối quan hệ của mình, chỉ đơn giản là thay đổi cái sóng, thay đổi cái tần số năng lượng mà mình phát ra, thì tự động cái người kia họ phải hiển lộ một cái con người để cho phù hợp với cái tần số đấy. Trong trường hợp mà họ không hiển lộ được thì họ sẽ tự động tách rời ra khỏi mình, và những cái con người khác phù hợp với cái tần số, với cái sóng mà mình phát ra, họ sẽ tự động đến với mình, đúng không ạ?
Và chúng ta là những cái người hạnh phúc và thành công thì chúng ta luôn luôn chọn kết quả. Chúng ta không quan trọng là ai ở gần mình, mà điều quan trọng đấy là ai là những cái người phù hợp với cái tần số và cái sóng đấy để chúng ta thu hút vào trong cuộc sống của mình, đúng không ạ? Mọi người có dễ hiểu những cái điều mà Nhung vừa chia sẻ không ạ? Mọi người có dễ dàng hiểu không ạ? Những ai hiểu những điều mà Nhung chia sẻ thì mọi người có thể comment xuống giúp Nhung, là khi mà chúng ta thay đổi chính mình thì mối quan hệ tự động được thay đổi. Chúng ta có thể comment, nếu như mọi người hiểu những cái thông điệp và những cái mà Nhung vừa chia sẻ thì mọi người có thể comment xuống là khi mà bản thân chính mình thay đổi thì tự động mối quan hệ của mình thay đổi. Những ai đã hiểu rồi mọi người có thể comment xuống giúp Nhung cái điều này được chưa ạ, để Nhung được biết, và cũng như là Nhung có thể chia sẻ thêm những cái điều mà giúp cho mọi người dễ dàng hiểu được cái thông điệp của Nhung hơn. Khi chính mình thay đổi thì mối quan hệ tự động thay đổi. Nó rất là vi diệu như vậy. Chính vì vậy mà Nhung có nhắc đi nhắc lại với mọi người rằng là chúng ta rất quyền năng. Chúng ta rất quyền năng, chúng ta có quyền cho phép ai đấy hiển lộ cái con người nào mà chúng ta muốn. Rất là hay, rất là tuyệt vời đấy ạ. Nếu như ai, xin chào anh Phương Bảo. Chính xác, khi chính mình thay đổi, tự động mối quan hệ thay đổi. Trước đây thì khi mà chưa đi học cái lớp phát triển bản thân ấy, đầu tiên đấy là Nhung đi học về một lớp về sức mạnh tiềm thức, và lần đầu tiên Nhung được trải nghiệm cái quy trình của cô Đặng Thủy, cũng như là được nghe những cái chia sẻ của thầy Lê Hoàn rất là tuyệt vời. Và sau đấy thì Nhung có đi học thêm những cái lớp phát triển bản thân nữa, và học từ rất nhiều người thầy. Nhung học từ thầy Phạm Thành Long, Nhung học từ thầy Dương Minh Triết, Nhung học từ thầy Blair Singer, Nhung học từ cô Vân Anh, Nhung học từ cô Vera Hà Anh, Nhung học từ rất nhiều người thầy. Và Nhung nhận ra một điểm chung, đấy là tất cả những người thầy này đều họ đều hiểu, họ đều biết về cái cơ chế hoạt động của tâm thức đấy ạ. Và khi mà chúng ta biết được cái cơ chế hoạt động của tâm thức thì chúng ta có thể dễ dàng làm chủ cuộc đời của mình, rất là dễ dàng luôn ạ. Và ít nhất là chúng ta nhận thức được rằng chính mình là cái người tạo ra thì chúng ta sẽ dễ dàng chuyển hóa chính mình hơn, đúng không ạ? Và khi anh chị đã được chuyển hóa thì Nhung tin chắc chắn rằng là mối quan hệ được chuyển hóa và tất cả những cái điều khác, ngay cả những cái thứ mà chúng ta cho rằng nó là vấn đề, nó cũng được chuyển hóa. Nó cũng được chuyển hóa. Nó rất là thú vị bởi vì cái vấn đề đấy nó chỉ đơn giản, nó cũng đang tồn tại ở dạng sóng và năng lượng mà, đúng không anh chị? Cái vấn đề mà chúng ta đang gặp đơn giản nó cũng là một dạng của sóng và năng lượng. Và khi anh chị ở cao hơn cái năng lượng đấy thì tự nhiên cái vấn đề đấy nó cũng sẽ được hóa giải. Nó cũng được hóa giải dần dần ạ. Nó được hóa giải dần dần để mọi thứ trong cuộc sống của anh chị nó phù hợp với cái mức tần số mà anh chị đã phát ra. Nó rất là thú vị như vậy. Chính vậy mà khi chúng ta bên trong của mình bình an, bên trong của mình cảm thấy hạnh phúc thì chúng ta luôn luôn ở mức rất là cao về năng lượng. Và khi đấy thì mọi thứ trong cuộc sống nó tự động được tốt lên. Rất là thú vị. Và điều quan trọng là khi mà anh chị ở mức cao như này thì bất kỳ ai đến với anh chị họ cũng được nâng mức năng lượng lên. Hồi dù họ đâu nhưng họ khi họ đến với anh chị thì họ sẽ được nâng mức năng lượng lên. Và cái con người đấy dù rằng là họ đã từng hiển lộ là một cái người chưa được tốt thì khi đến bên cạnh anh chị họ cũng được nâng lên và họ trở thành một con người tốt, khiến cho những người khác họ cũng không giải thích được tại sao lại như vậy. Nhưng mà trên thực tế đây là nó là cái sự dung hòa về năng lượng, nó rất là tuyệt vời. Và chúng ta có quyền cho phép ai đấy hiển lộ là con người tốt hay không tốt. Nó quyền năng đúng không ạ? Rất là quyền năng luôn ạ. Rất là cảm ơn mọi người. Chính xác, khi chúng ta thay đổi tự động mối quan hệ thay đổi. Chính xác rồi ạ, khi chúng ta thay đổi tự động mối quan hệ thay đổi. Thì ngày hôm nay Nhung đã chia sẻ với mọi người những cái mà Nhung đúc rút được trong cái quá trình mà Nhung học phát triển bản thân và trong cái quá trình mà Nhung ứng dụng. Và thực tế là mọi người có thể đọc các cái cuốn sách về sức mạnh tiềm thức, các cuốn sách về luật hấp dẫn, hay là mọi người có thể đọc những cái cuốn sách về tâm linh, ví dụ như là đánh thức mục đích sống này, rất là nhiều những cái cuốn sách đấy để mọi người có thể dễ dàng mọi người hiểu hơn. Và nữa, một điều nữa đấy là để mà có thể giúp cho mọi người nhanh hơn trong cái quá trình tiến hóa đấy của chính mình, nhanh hơn trong cái quá trình chuyển hóa đấy. Bởi vì đôi khi mình cũng phải công nhận một điều rằng là mình đang trong cái quá trình chuyển hóa, nhưng mà cái sức của mình nó chưa mạnh và nó lại bị cái môi trường xung quanh nó tác động nữa, thì đôi khi là chúng ta không đủ kiên định và không đủ kiên nhẫn để đi đến cái cuối cái chặng đường đấy, để thực sự mình trở thành một người khác, đúng không ạ? Thì chúng ta cần có sự hỗ trợ và trợ giúp từ phía bên ngoài.
chúng ta cần có sự hỗ trợ từ các cái bậc thầy, và chúng ta cần có sự hỗ trợ từ những cái người bạn mà họ có cùng cái năng lượng, chúng ta cần cái sự hỗ trợ từ những cái người mà họ rất là tích cực để giúp cho chúng ta có đủ cái niềm tin và giúp cho chúng ta nó được chuyển hóa nhanh hơn nữa, để nó chuyển hóa trước khi mà chúng ta kịp từ bỏ, đúng không ạ? Chuyển hóa trước khi mà mình kịp từ bỏ. Thì mọi người có thể đăng ký tham gia các cái lớp học phát triển bản thân, hay là gần đây nhất thì mọi người cũng có thể tham gia các cái chương trình mà Nhung cũng đang là người tổ chức, đấy là chương trình khai sáng sức mạnh trong ta. Và diễn giả chính là cô Đặng Thủy. Thực sự là cô là một cái người thầy mà đã giúp cho Nhung thay đổi rất là nhiều, rất là nhiều, có thể nói là hoàn toàn luôn. Thực sự là, và cô chính là một cái nhân duyên giúp cho Nhung có thêm rất là nhiều nhân duyên ở hiện tại. Và mọi người hoàn toàn có thể sử dụng những cái nguồn lực đấy để giúp cho chúng ta chuyển hóa nhanh hơn, đúng không ạ? Giúp chúng ta chuyển hóa nhanh hơn và dễ dàng hơn. Và trong ngày, nếu như anh chị nào đang xem livestream của Nhung mà ở Sài Gòn, thì ngày 13, 14 này thì Nhung có một chương trình ở trong Sài Gòn. Và chương trình này cũng là một chương trình, một khóa học giúp cho anh chị nhận thức được những cái điều mà Nhung đang chia sẻ ở đây một cách sâu sắc và từ cái tầng tâm thức của mình, và giúp cho anh chị được chuyển hóa bên trong của mình, rất là tuyệt vời. Và với những cái mức phí rất là thấp thôi, nó là cái phí chia sẻ, phí hội trường chỉ có 300.000 thôi đấy. Thì thực sự nó là một cái cơ hội cho bất kỳ ai luôn ạ, cho bất kỳ ai có thể tham gia những cái lớp học phát triển bản thân. Thì đấy cũng là một cái nhân duyên mà Nhung cũng đang đồng hành cùng với người thầy của Nhung là cô Đặng Thủy, và cũng như là cùng với rất là nhiều những cái anh chị khác có cùng cái ước nguyện rằng là đưa các cái chương trình phát triển bản thân đến rộng rãi với người Việt Nam, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở cộng đồng trên khắp thế giới, và đưa đến những cái chương trình chữa lành giúp cho mọi người có thể nhanh chóng trong một kiếp người mình thành tựu được. Bởi vì là có những hạt giống mà chúng ta gieo trồng cả nhiều kiếp nó không nở đâu ạ. Và điều quan trọng đấy là để mà sống là một kiếp người thì nó lại cũng phải trải qua rất là nhiều những cái kiếp tu tập. Trước đây thì Nhung không hiểu đâu, nhưng mà sau này khi mà Nhung học và Nhung tìm hiểu về năng lượng và Nhung là người thực chứng, thì Nhung mới biết được rằng là thực sự là chúng ta có rất là nhiều kiếp sống. Chúng ta có rất là nhiều kiếp sống, và các cái quy trình NLP cũng hoàn toàn có thể giúp cho anh chị quay trở lại những cái kiếp trước của mình được. Bởi những cái quy trình như là của thầy Mr. Vass thì giúp cho anh chị có thể quay trở về các cái kiếp trước của mình được. Đấy ạ, thầy Vass cũng là một cái người thầy mà Nhung rất là ngưỡng mộ. Đấy ạ, thì là mọi người có thể nhờ đến những cái bậc bậc thầy để họ giúp cho mình chuyển hóa nhanh hơn trước khi mà chúng ta kịp từ bỏ, đúng không ạ? Trước khi mà chúng ta kịp từ bỏ. Và chúng ta là người đơn giản là chọn kết quả trước. Chọn kết quả trước, đúng không ạ? Rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều và rất là vui vì những cái điều mà Nhung đang ứng dụng nó lại có giá trị với các anh chị. Xin chào chị Tuệ Dương nha, xin chào chị Diệu Mai. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và tiếp theo đây thì Nhung vừa giúp cho mọi người hiểu được là cái cơ chế hoạt động của tiềm thức và cái cách mà tiềm thức đang tiếp nhận thông tin như thế nào. Và tiếp theo đây thì Nhung chia sẻ cho mọi người về năm yếu tố của tâm. Năm yếu tố của tâm để giúp cho chúng ta có thể hiện hữu và thực hành nó hàng ngày. Vì bởi vì khi mà thực hành năm yếu tố của tâm này thông qua cái trải nghiệm của Nhung, cũng như là thông qua cái trải nghiệm của rất là nhiều những cái cô bác, những cái anh chị mà đang thực hành, thì nhận thấy rằng là cái sự bình an bên trong của mình nó đang tăng dần lên, và cái sự sáng suốt, sự sáng tạo của mình nó cũng đang tăng dần lên. Đấy ạ. Và điều quan trọng đấy là cái trí tuệ của mình nó được khai thông. Nó được khai thông. Thì chính vì vậy mà Nhung chia sẻ với mọi người năm yếu tố của tâm. Ok. Cảm ơn chị Tú Nguyễn rất là nhiều. Thì mọi người có thể comment xuống giúp Nhung để dễ dàng mình ghi nhớ, và cũng như là mình có thể ghi chép vào trong vở của mình. Và năm yếu tố của tâm này là do sư phụ của Nhung là thầy Pháp Nhật chia sẻ, và cũng như là thầy là cái người mà đang hướng dẫn Nhung để thực hành năm cái yếu tố này hàng ngày. Thực sự là rất là biết ơn thầy, nó rất giá trị anh chị ạ, nó rất là giá trị, và anh chị hoàn toàn có thể ứng dụng nó trong doanh nghiệp của mình, trong tổ chức của mình, cũng như là ứng dụng nó trong mối quan hệ của mình. Đấy, và yếu tố thứ nhất đấy là cái sự san sẻ. Yếu tố thứ nhất đấy chính là cái sự san sẻ, cái sự cho đi của mình dành cho những cái người khác. Và chúng ta càng có thể cho đi một cách vô điều kiện, càng có thể cho đi bằng trái tim của mình, bằng những cái gì mà mình có,
thì bên trong của chúng ta lại càng được khơi mở ra. Và bản thân Nhung cũng đang thực hành cái điều này, thì khi mà Nhung có cái sự chú tâm chú ý ấy, thì Nhung nhận thấy rằng là mình cái khả năng mà mình yêu thương người khác nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì mọi người ghi xuống nhé, yếu tố thứ nhất đấy là cái tình yêu thương, là cái sự cho đi, cái sự san sẻ của mình đối với những cái mọi người xung quanh. Và chúng ta có thể cho đi bất cứ cái thứ gì mà chúng ta có để giúp cho họ được tốt lên, thì khi đấy chúng ta đang tăng cái điểm phước trong cái quỹ phước của mình ấy. Và khi mà phước của anh chị tăng lên thì anh chị dễ dàng huy động những cái nguồn lực về với mình để có thể hiện thực cho các cái mục tiêu của mình hiện hữu ra bên ngoài. Thế ạ, thì mình có thể ghi xuống nhé. Ok, 5 yếu tố của tâm. Chúng ta cùng ghi xuống nhé. Chính xác rồi ạ. Yếu tố thứ nhất đấy là sự cho đi, sự san sẻ. Bản chất khi mà chúng ta gặp những cái vấn đề trong cuộc sống ấy, bởi vì đơn giản là cái bình phước của chúng ta anh chị ạ, cái bình phước của chúng ta nó cũng có một bên bên tăng và một bên giảm đúng không ạ? Bên tăng là khi mà chúng ta làm những cái việc tốt, còn cái bên giảm ấy là khi mà chúng ta đang dùng cái phước của mình để đổi ra thành ví dụ nhà cửa, xe cộ hay thành một cái cơ hội nào đấy, thì cũng là lúc mà chúng ta cũng đang đang giảm bớt cái phước của mình. Và để mà cuộc sống của chúng ta luôn tuyệt vời thì chúng ta cái việc tăng phước phải là việc chúng ta thực hiện thường xuyên đúng không ạ? Thì khi mà cho đi như vậy, càng cho đi với cái tâm vô tư thì cái phước mà chúng ta nhận về càng nhiều, và sự bình an cũng như là các cái nguồn được, các cái cơ hội và cũng như tài chính đến với chúng ta nó dễ dàng hơn và nó tự nhiên hơn đúng không ạ? Chính xác, một là sự cho đi san sẻ. Yếu tố thứ hai của tâm đấy là cái tình yêu thương chúng ta dành cho mọi người xung quanh của mình. Cái tình yêu thương nó rất là thuần khiết, và chúng ta càng có thể cho đi một cách, càng có thể yêu thương một cách vô điều kiện, thì chúng ta lại càng dễ dàng cho cái con người đấy hiển lộ thành cái con người tốt của họ. Cho đi một cách vô điều kiện nhé. Ví dụ như là cái tình yêu thương đấy chúng ta có thể ví như là một đứa trẻ ấy, một đứa trẻ nếu như mọi người để ý là khoảng 1 đến 2 tuổi ấy, thì các bé rất là vô tư. Có thể là chúng ta bảo các bé thơm má hay gì đấy, bất kỳ ai các bé cũng có thể làm được cái việc đấy đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chúng ta lớn hơn một chút thì chúng ta có những cái niềm tin giới hạn bởi xã hội, bởi bố mẹ, bởi môi trường xung quanh, khiến cho chúng ta có những cái điều kiện cho những cái hành vi yêu thương của mình. Và sau một thời gian dài thì chúng ta quên mất cái việc yêu thương, và diễn ra một cái điều mà Nhung đã từng diễn ra, cũng như là có nhiều những cái người bạn của Nhung, đấy là khi mà muốn nói những cái lời yêu thương chân thành với bố mẹ thì không dám nói, thực tế là không thể nói được, nó có một cái gì đấy nó ngăn mình lại, mình không thể nói được, mình thấy rất là ngại, mình thấy rất là có cái gì đấy nó gọi là hơi xến. Nhưng trên thực tế đấy là bởi vì đã quá là lâu rồi chúng ta không nói những cái điều đấy, và chúng ta đặt những cái điều kiện, chúng ta cho cần cho nó những cái dịp đặc biệt, hay là chúng ta cần có những cái điều này, cần có những cái điều kia, người ta gọi là điều kiện hóa đấy ạ, điều kiện hóa yêu thương. Và sau một thời gian thì chúng ta không dễ dàng nói ra những cái lời yêu thương của mình, và khi nói ra thì chúng ta lại thấy nó rất là sến đúng không ạ? Nó rất là sến. Hay là có một cái anh bạn của Nhung rất là thú vị như này, anh ấy đi học phát triển bản thân và anh ấy biết được rằng là cái việc nói lời biết ơn đối với cái người vợ của mình ấy là một điều rất là tuyệt vời. Đấy, và hàng ngày sau khi đi học về thì mỗi ngày anh ấy đều nói những cái lời biết ơn vợ của anh ấy, biết ơn rằng là vợ đã nấu cơm cho anh, biết ơn là vợ đã thay cho anh chăm sóc các con. Thế nhưng một điều thú vị là chị ý lại nói với anh ấy là anh bị dở hơi à, anh ở trên trời anh phải xuống mặt đất đi. Có nghĩa là mình nói lời yêu thương với họ nhưng mà họ lại không dám đón nhận anh chị ạ. Nó lại còn thú vị như vậy nữa đấy ạ. Chúng ta nói những lời yêu thương chân thành nhưng cái đối tượng đấy họ lại còn không dám đón nhận cơ. Nó rất là thú vị như thế. Chính vì vậy mà thực sự là các cái lớp phát triển bản thân bây giờ đang phát triển rất là nhiều ở Việt Nam, và nó cũng đang cho mỗi một người dân Việt Nam một cái cơ hội rất là lớn để chúng ta quay trở về với cái con người gốc của mình, một cái con người tràn đầy tình yêu thương và dám thể hiện tình yêu thương của mình cho bất kỳ ai mà mình thực sự mà mình muốn dành tình yêu đấy. Đó, thì đấy là yếu tố thứ hai là trao đi tình yêu thương một cách vô điều kiện.
chúng ta cần phải có sự luyện tập và cần phải có sự quan sát tâm rất là nhiều để có thể dần dần giảm dần những cái điều kiện trong sự yêu thương đấy. Và khi mà chúng ta giảm dần thì đến một ngày nào đấy Nhung tin rằng là chúng ta cũng sẽ chạm đến cái việc đấy là chúng ta có thể yêu thương một người nào đấy một cách vô điều kiện, đúng không ạ? Thì đấy là một quá trình tu tập, và bản thân Nhung hay là bản thân tất cả các anh chị ở đây cũng đều là những người đang tu tập, đang tu sửa bản thân mỗi ngày, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Và cái yếu tố thứ ba của tâm, yếu tố thứ ba của tâm đấy là trọn vẹn nhận biết, trọn vẹn nhận biết. Ok, chúng ta cùng viết xuống. Cảm ơn tất cả những ai đã viết xuống những cái điều mà mọi người rất là yêu thích ở trong cái livestream của Nhung. Để Nhung cũng có thể biết được là những cái điều gì Nhung chia sẻ có giá trị đối với mọi người, đúng không ạ? Ok, yếu tố thứ ba của tâm đấy là trọn vẹn nhận biết. Và yếu tố trọn vẹn nhận biết này nó rất là tuyệt vời nhé. Nếu như những ai đang làm doanh nghiệp thì cái việc trọn vẹn nhận biết này rất quan trọng trong doanh nghiệp của chúng ta. Bởi vì sao? Tất cả những thành viên trong tổ chức cần phải có sự hiện hữu trong tổ chức bằng việc rằng là họ ý thức được là họ đang làm gì và những cái gì họ làm thì đóng góp giá trị gì cho tổ chức, có ý nghĩa như thế nào và hiệu quả ra làm sao. Và cái sự trọn vẹn nhận biết đấy khiến cho họ có thể dễ dàng nhận ra được những cái điều thuận lợi, những cái ưu điểm và cũng như nhận ra được những cái bất lợi trong những cái phương pháp mình đang sử dụng, và giúp cho chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được những cái xu thế và chúng ta nhìn thấy được những cái lợi thế phát triển để mà mình có thể đưa cái doanh nghiệp của mình đi xa hơn, đúng không ạ? Và đấy, cái sự nhận trọn vẹn nhận biết đấy sẽ giúp cho chúng ta có thể dễ dàng đưa ra những cái tầm nhìn cho doanh nghiệp của mình. Đấy ạ, đấy là góc độ doanh nghiệp Nhung chia sẻ như vậy. Còn đối với góc độ cá nhân thì chính cái sự trọn vẹn nhận biết này giúp cho mình trong một mối quan hệ sẽ có những giai đoạn mà mối quan hệ đấy nó phát sinh ra những cái vấn đề. Ví dụ như là chúng ta đang đang có một cái ý muốn trách móc cái đối tượng kia, vì rằng họ không làm cái điều này hay là vì họ làm cái điều kia, đúng không ạ? Chúng ta đang có ý trách móc họ như vậy, và nhờ có cái sự hiện hữu, nhờ có cái sự trọn vẹn nhận biết mà chúng ta phát hiện ra được là lúc đấy chúng ta đang có cái tâm trách móc, đang có cái tâm đổ lỗi, để ngay lập tức chúng ta chuyển hóa cái tâm đấy, đúng không ạ? Chúng ta chuyển hóa cái tâm đấy để đưa mình quay trở về cái trạng thái đấy là trạng thái có thể yêu thương và trạng thái có thể cho đi được. Đấy ạ. Thì cái yếu tố này là cái yếu tố cực kỳ quan trọng. Yếu tố cực kỳ quan trọng và nó quyết định đến cái hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi mà chúng ta có thể hiện hữu. Và một cái điều tuyệt vời nữa đấy là Nhung có chia sẻ với mọi người lúc trước, thế giới bên trong tạo ra thế giới bên ngoài. Và khi mà chúng ta đã có những cái lệnh cài đặt cho thế giới bên trong thì có những lệnh tương hỗ và có những lệnh không tương hỗ cho cái điều mà chúng ta muốn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được là nó tương hỗ hay là không tương hỗ? Thì nó phải thông qua những cái dấu hiệu. Khi mà đã cài đặt rồi thì chúng ta phải có cái tâm quan sát để xem rằng là những cái dấu hiệu phát ra, những cái gì nó biểu lộ ra, nó đang theo cái chiều hướng nào. Và khi chúng ta phát hiện ra được là nó tốt hay không tốt thì chúng ta mới quay trở lại, chúng ta soi chiếu được rằng là cái lệnh đấy chúng ta đã từng cài đặt hay là cái lệnh đấy nó đang có trong tâm trí của mình bởi một cái nguồn nào đấy mà có thể chúng ta cũng không biết, thì nó có hiệu quả và nó có tương hỗ nữa hay không. Và ngay khi mà chúng ta biết được rằng là nó tương hỗ hay không tương hỗ thì chúng ta mới biết được là chúng ta tiếp tục để cái lệnh đấy hay là chúng ta phải ngay lập tức cài đặt lệnh mới thay thế cái lệnh cũ đấy đi, đúng không ạ? Thì để mà biết được cái điều đấy, nhận được những cái tín hiệu từ cái cơ thể của mình, nhận được những cái tín hiệu từ cái tiềm thức, từ vũ trụ, thì chúng ta cần có sự hiện diện, lắng nghe và quan sát chính mình. Đấy ạ. Thì đấy là cái yếu tố thứ ba của tâm mà chúng ta cần phải chú ý. Và khi mà Nhung đi học một lớp lãnh đạo kiệt xuất ấy, thì cái yếu tố quan trọng nhất của một người lãnh đạo đấy là sự hiện hữu, anh chị ạ. Nếu như không có sự hiện hữu này thì sẽ không có bất kỳ cái gì có thể được hiện thực, và chúng ta không thể nào trở thành một nhà lãnh đạo tuyệt vời được. Chúng ta nhất định yếu tố đầu tiên quan trọng nhất đấy là sự hiện hữu, và khi đấy chúng ta cũng mới có thể biết được rằng mình đang yêu thương hay là mình không yêu thương, mình đang chia sẻ cho đi hay là mình đang tìm cách để bòn rút, đúng không ạ? Chúng ta phải hiện hữu để biết được cái điều đấy. Xin chào chị Lê Nguyên, chào anh Vũ Trọng Phương, cảm ơn anh rất là nhiều.
Và yếu tố thứ tư, đấy là yếu tố buông xả mỉm cười. Thực sự là rất là biết ơn tất cả mọi người vì cái sự lắng nghe của mọi người giúp cho Nhung có một cái cơ hội được chia sẻ, và cũng như có một lần mình được ôn lại và mình được làm sâu thêm những cái điều mà mình đã học được, và mình cũng như là những cái điều mình đã trải nghiệm được. Xin chào anh Minh Tuấn Phạm. Ok, yếu tố thứ tư là yếu tố buông xả mỉm cười. Thì cái yếu tố này là cái yếu tố mà cứu cánh chúng ta, cứu cánh. Bởi vì là trong cuộc sống ấy nó có diễn ra hai điều như này. Một là chúng ta trách móc những người khác khi mà chúng ta cho rằng là họ làm tốt hay là làm không tốt cái điều gì. Và yếu tố thứ hai và cái nhân tố thứ hai ấy, đấy là chúng ta trách móc chính mình. Chúng ta trách móc chính mình một cách rất là tự động mà bản thân mình còn không biết được cơ ạ. Chúng ta trách móc chính mình và có những cái tiếng nói nghi ngờ chính mình ở bên trong. Ví dụ như là có một người nào đấy mà chúng ta cho rằng họ không yêu thích mình, thì một là chúng ta đổ lỗi cho họ, hai là chúng ta sẽ quay trở lại nghi ngờ chính mình, không biết là mình có đủ tốt hay không, đúng không ạ? Không biết là mình có đủ kỹ năng, mình có đủ trình độ và mình có xứng đáng với những cái điều đấy hay không. Chúng ta liên tục đặt ra những cái câu hỏi đấy ở trong đầu một cách rất là tự động, chạy tự động luôn ạ. Và chính cái điều đấy nó khiến cho mình chặt đứt hết mọi những cái nguồn lực đến với mình luôn ạ. Và nó khiến cho mình không thể nào hiển lộ được cái con người tuyệt vời của mình. Và chính cái yếu tố buông xả mỉm cười nó sẽ giúp cho chúng ta cắt đứt trạng thái đấy và ngay lập tức quay trở về để hiện hữu được với ở hiện tại. Bốn cái yếu tố này chúng ta sẽ sử dụng nó một cách rất là linh hoạt anh chị nhé, rất là linh hoạt. Vậy thì khi mà chúng ta buông xả mỉm cười có nghĩa là gì? Đầu tiên này, chúng ta biết được rằng là chúng ta đang có cái ý niệm đấy trong đầu, đúng không ạ? Và cái ý niệm đấy không hề tốt một chút nào. Ok, chúng ta hãy mỉm cười thật là nhẹ nhàng, mỉm cười nhẹ nhàng thôi ạ. Bởi vì là khi mỉm cười nhẹ thì cái con mắt thứ ba ở trên này nó sẽ được mở ra. Mọi người nhắm mắt lại sẽ cảm nhận được. Thế còn khi mà chúng ta không cười hay là chúng ta cười quá lớn ấy, thì nó đều đóng cái con mắt đấy lại. Đấy ạ, và khi ở cái trạng thái mỉm cười nhẹ nhàng nó sẽ tạo ra một trạng thái thư giãn. Và lúc đấy chúng ta ngay lập tức cắt cái trạng thái đấy đi. Cắt cái trạng thái là chúng ta đang phán xét chính mình hay là đang đổ lỗi cho những cái người khác ấy. Đấy, và cắt cái trạng thái đi. Và lúc đấy chúng ta ý niệm trong đầu rằng ok, coi như là nó xong. Buông xả có nghĩa là gì? Quên chuyện đấy đi, đúng không ạ? Chúng ta chấp nhận nó đang là như vậy và chúng ta quên nó đi, và chúng ta nở một nụ cười mỉm cười giống như là một cái lời lời chào rất là nhẹ nhàng đối với cái suy nghĩ, cái cảm xúc đấy, và kể cả những cái hành động, cái lời nói mà chúng ta đã chót thực hiện mà sau khi thực hiện xong chúng ta phát hiện ra là nó không tốt đâu, thì hãy nhẹ nhàng buông xả và mỉm cười coi như là xong, tha thứ cho chính mình và tha thứ cho tất cả những cái người đang ở trong cái mối quan hệ đấy. Đó, buông xả và mỉm cười, ok không ạ? Và cái yếu tố này nó sẽ giúp cho chúng ta mở rộng cái không gian bên trong tâm của mình. Chúng ta mở rộng cái không gian bên trong tâm của mình, nó giống như thể là một cái nơi chúng ta chứa ấy ạ. Và khi mà cái không gian đấy càng rộng, giống như một cái ngôi nhà càng rộng, thì anh chị càng có thể chứa được nhiều người, anh chị càng có thể bao bọc được nhiều người hơn. Thì cái yếu tố thứ tư của tâm này giúp cho chúng ta mở rộng không gian của tâm, giúp cho chúng ta có không gian để có thể yêu thương được nhiều người hơn và có thể dễ dàng bao dung được nhiều người hơn, chính là cái yếu tố buông xả và mỉm cười. Đó, chính xác rồi ạ. Mọi người có thể viết xuống giúp em là buông xả và mỉm cười. Và rất là tuyệt diệu khi mà thực hành những cái yếu tố này sẽ dần dần khai mở được cái nguồn trí tuệ và khai mở được cái nguồn lực và kết nối được với những cái nguồn lực của vũ trụ, để khi anh chị khởi niệm một cái mong muốn nào đấy, vũ trụ này sẽ ngay lập tức hưởng ứng. Rất là tuyệt vời, chính vì vậy mới có cái câu là thánh nhân không đi mà đến, không làm mà nên. Đó, không nhìn mà thấy. Trước đây thì Nhung không hiểu, nhưng thực sự là khi mà Nhung có cơ hội được gặp những cái người thầy rất là tuyệt vời, những cái bậc thầy giác ngộ và họ đang ở trên cái con đường đấy, thì và mình được trực tiếp chứng kiến mới thực sự dám tin nhỉ. Nó thú vị vô cùng luôn ạ. Chính xác rồi ạ. Và chúng ta sang yếu tố thứ năm. Yếu tố thứ năm rất là quan trọng, và ngay khi mà chúng ta đang cảm thấy rằng là mình không yêu một cái thứ gì đấy, mình thấy ghét một cái thứ gì đấy, có nghĩa là chúng ta đang thiếu một cái điều, đấy là cái sự trân quý và biết ơn.
chân quý và biết ơn. Thì yếu tố thứ năm của tâm đấy là yếu tố chân quý và biết ơn. Yếu tố chân quý và biết ơn này là dành cho những người xung quanh của mình và dành cho chính mình, dành cho chính mình. Và có một sự thật thú vị rằng là khi mà chúng ta có thể trân quý và biết ơn chính mình thì chúng ta mới biết cách để trân quý và biết ơn những người khác. Đó. Chúng ta biết cách trân quý và biết ơn chính mình thì chúng ta mới biết cách để trân quý và biết ơn những người khác. Anh chị nhé, nó rất là thú vị như vậy. Và sư phụ của Nhung nói một câu rằng là khi mà bên trong của con bình an thì cả vũ trụ này được bình an. Và chúng ta không cần phải hướng ra bất kỳ đối tượng nào bên ngoài, không cần phải lo lắng cho bất kỳ đối tượng nào ở bên ngoài đâu ạ. Chúng ta chỉ cần giúp cho một người đầu tiên và quan trọng nhất, đấy là chính mình. Khi mình bình an thì vũ trụ bình an, và trong cái vũ trụ đấy bao gồm tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Nó rất là thú vị như vậy. Và thực sự là Nhung rất là biết ơn sư phụ của Nhung, là thầy Pháp Nhật. Chính cái nguồn năng lượng của thầy khiến cho Nhung có cái niềm tin và rất là bình an. Bản thân Nhung cũng là cái người mà được nghe giảng rất là nhiều về về đạo lý của đạo Phật, và thầy thì là một cái người mà thực sự là cho Nhung những cái thấy tận mắt chứng kiến luôn ạ, mà rất là tuyệt vời. Thật sự là vô cùng biết ơn sư phụ, và cũng như là rất là biết ơn cái nhân duyên mà cô Đặng Thủy và cũng như là các ban lãnh đạo trong tập đoàn Zero đã gieo duyên cho Nhung để Nhung có cơ hội được gặp thầy, cũng như là gặp rất là nhiều những cái người thầy khác, và cũng như là được đồng hành cùng với rất là nhiều bậc thầy hiện tại trong cái lĩnh vực phát triển bản thân. Thực sự là vô cùng biết ơn. Và nếu như những ai mà đã biết Nhung ít nhất là 1 năm trước thì mọi người sẽ nhận thấy cái sự thay đổi rất là nhiều từ Nhung, rất là nhiều ạ. Và thực sự là trong cái môi trường của Zero cũng như là trong môi trường phát triển bản thân ấy, thì Nhung được nhận rất là nhiều những cái năng lượng tốt và những cái năng lượng của tình yêu thương. Và chính cái năng lượng đấy nó khiến cho bên trong của Nhung được chuyển hóa rất là nhanh. Và như Nhung chia sẻ với mọi người, chúng ta có thể đọc sách, chúng ta có thể tìm hiểu để chúng ta trau dồi bản thân, và chúng ta có thể nhờ đến cái nguồn năng lượng của tập thể là những cái cộng đồng, thông qua những cái khóa học hay là chúng ta thông qua những cái câu lạc bộ để chúng ta sinh hoạt. Và chính cái nguồn năng lượng cộng hưởng đấy nó tạo ra sức mạnh khiến cho bên trong của chúng ta được chuyển hóa nhanh hơn, và nó chuyển hóa trước khi mà chúng ta kịp từ bỏ, đúng không ạ? Nó chuyển hóa trước khi mà chúng ta kịp từ bỏ. Thì đấy là cái thông điệp mà Nhung muốn gửi đến mọi người. Vậy thì với năm cái yếu tố của tâm này, mọi người nốt lại và mọi người hãy quan sát chính mình hàng ngày và rèn luyện năm cái yếu tố của tâm này. Mỗi một thời điểm chúng ta có thể chỉ cần nhớ đến một yếu tố thôi, nó cũng đã đủ cứu cho chúng ta thoát khỏi một cái vấn đề hay là thoát khỏi một cái tình trạng cấp bách nào đấy rồi. Và Nhung sẵn sàng có thể chia sẻ cùng với mọi người nhiều hơn nữa, và có thể kết nối mọi người với những cái bậc thầy của Nhung để giúp cho anh chị có thể thực hiện nó dễ dàng hơn, cũng như là nếu như trong cái quá trình mà mọi người thực hành những cái điều mà Nhung chia sẻ có một cái điều gì đấy mà nó chưa được rõ ràng, đang còn khúc mắc, thì có thể nhắn tin cho Nhung, hoặc là nhắn tin cho Nhung thì Nhung cũng có thể chia sẻ, hoặc là Nhung có thể kết nối mọi người với những cái người thầy của Nhung, thì mọi người sẽ có những câu trả lời, vì mục đích cuối cùng của chúng ta vẫn là để tu sửa bản thân, đúng không ạ? Và để chúng ta có thể thoát khỏi cái có nghĩa là những cái vòng quay luân hồi theo như cái ngôn ngữ mà chúng ta hay nghe về luật nhân quả đấy ạ. Và điều quan trọng là chúng ta được giải thoát chính mình để mình có được cái sự tự do tâm trí, và mình được thoải mái làm những cái điều mà mình yêu thích và cống hiến thực sự cái con người tuyệt vời của mình cho cái cuộc sống và cho những người xung quanh của mình, đúng không ạ? Rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì mọi người có thể comment xuống giúp Nhung đấy là cuộc sống của tôi do tôi quyết định 100%. Cuộc sống của tôi do tôi quyết định 100% và tôi chọn hạnh phúc. Mọi người có thể comment xuống giúp Nhung được chưa ạ? Nhung rất là mong muốn là tất cả những anh chị đã xem livestream của Nhung có thể cảm nhận được một cái nguồn năng lượng gì đấy bình an từ Nhung. Và Nhung cũng là một cái người giống như là một cái nơi trung gian để có thể truyền lại những cái nguồn năng lượng bình an mà Nhung đã được nhận từ những người thầy của Nhung đến với tất cả các anh chị. Thì chúng ta có thể comment xuống bên dưới để cùng có thể tạo động lực cho nhau để tiếp tục tiến hóa hơn nữa trên cái con đường mà mình tu tập bản thân được chưa ạ? Cuộc sống của tôi do tôi quyết định 100%.
và tôi chọn sống hạnh phúc, thịnh vượng. Mọi người comment xuống nhé. Nhung cũng comment xuống. Cuộc sống của tôi do tôi quyết định 100%. Tôi chọn hạnh phúc và thịnh vượng. Năm cái yếu tố của tâm này nó rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Khi mà sư phụ của Nhung chia sẻ với Nhung rằng là khi năm cái yếu tố của tâm này thực sự chúng ta thực hành nó và chúng ta đẩy mạnh nó lên, thì đến một cái thời điểm mà nó đủ chín ở trong trong tâm trí của chúng ta, thì anh chị không cần đặt mục tiêu nữa luôn ạ. Mà chúng ta chỉ cần khởi niệm cái mong muốn thôi, thì vũ trụ này khiến cho nó hiển lộ, mà chúng ta không cần phải đặt mục tiêu về nó luôn ạ. Nó vi diệu đến mức như vậy. Và Nhung tin rằng cuộc sống này không chỉ sống bình thường, mà chúng ta phải sống phi thường, và chúng ta phải trải nghiệm được những cái điều tuyệt diệu của vũ trụ này, đúng không ạ? Và thế giới, cái kỷ nguyên này là kỷ nguyên của khai sáng rồi, là kỷ nguyên mà con người ta được tiếp cận với những cái nguồn sức mạnh phi thường bên trong của mình. Và Nhung kêu gọi mọi người hãy tìm đến những cái chương trình phát triển bản thân để chúng ta có cơ hội được hiển lộ cái con người đấy. Và khi đấy tất cả các nguồn lực mà anh chị cho rằng mình đang thiếu ấy, vũ trụ này biết cách để giúp anh chị có được những cái nguồn lực đấy rất dễ dàng. Rất dễ dàng luôn ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem livestream của Nhung nhé. Và xin chào, chúc mọi người có giấc ngủ thật là sâu, thật là ngon. Và nếu ai được có duyên với Nhung thì rất mong muốn được gặp mọi người trong các chương trình và trong các khóa học mà Nhung tổ chức. Bye bye, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.